Chào các bạn đến với kênh điện tử lưu động nhá. Video mình sẽ hướng dẫn reset toàn bộ cái TV Sony khi mà nó lỗi wifi rồi thì chưa kết nối được mạng hoặc là không vào được kênh. Mình sẽ làm nhanh. Các bạn dùng điều khiển để chuyển cái con chuột nó lên cái chữ bánh răng à, lên cái ký hiệu bánh răng à. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa nhỉ? Đấy, cái bánh răng ở góc màn hình chỗ 18 giờ 49 đấy. Xong mọi người ấn OK. Đúng không ạ? Sau khi OK thì mọi người di chuyển tít xuống dưới có chữ bộ nhớ và cài đặt lại. Sau đó mọi người thiết lập lại ban đầu. Đấy. Xong mọi người chuyển xuống chữ xóa mọi thứ. OK, xóa. Xong mình chuyển xuống dưới đồng ý xóa mọi thứ cho máy nó nhẹ và nó sẽ set up lại tất cả mọi thứ luôn. Mình OK luôn, khởi động lại. TV sẽ quá trình khởi động lại, cái này mất vài vài giây. Mình mọi người kiên trì chờ. Đối với TV Sony thì nó hơi chậm hệ điều hành Android. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? 43W800C mọi người nhá. Nói chung đa số các dòng Sony là nó cách reset nó như nhau, mọi người chỉ cần xem cái video này kỹ của mình là có thể làm tất cả các video khác, à các cái TV khác Sony. Đối với hệ điều hành Android. Đây, mọi người nhiều người chưa hiểu thế nào là hệ điều hành Android. Thì mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái logo chào. Tí nữa mọi người nhìn xem là sẽ biết ngay. Sony mua bản quyền của phần mềm mua phần mềm Android của Google. Bản chất là phải trả phí, mỗi một cái TV là phải trả phí cho Google. Đó cũng là một lý do tại sao Sony đắt hơn. Samsung thì tự sản xuất được phần mềm Tizen. Hơi chậm. Mọi người kiên trì này, mọi người chuẩn bị nhìn thấy này. Đó, sau khi reset là nó lên rồi mọi người nhá. Đấy, hệ điều hành nó đang khởi động lại. Mọi người chờ nhá. Các bạn lưu ý là cái này rất là lâu nó mới khởi động nhá. Có những con là nó vài phút nó mới lên nhá, mọi người phải kiên trì nhá. Đấy. Đây là biểu tượng của Android, khi mà máy chạy hệ điều hành Android thì nó sẽ khởi động kiểu này các bạn nhé. Hơi chậm một chút, mọi người kiên trì nhé. Video mới 3 phút. Phần tiếp theo mình sẽ cố gắng reset nhanh để cho mọi người đỡ mất thời gian của mọi người nhé. Có rất nhiều người đã trong cái lúc reset mà vội ấy thì rút nguồn ra là TV có thể gây bị lỗi nhé. Nó có hiện cái đèn trắng này, mọi người cứ để nguyên. Đấy, Android TV đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Hiện màn hình trắng Bravia này. Rồi, mình tắt tiếng. Rồi, sau đó thì mọi người kéo xuống. Mọi người lưu ý là nó khởi động rất là lâu nhá. Lúc mà nó xóa bộ nhớ máy lâu không xóa là nó sẽ rất là lâu. Đấy. Mọi người tiếp theo này. Mọi người nên bỏ qua cái phần thiết lập với điện thoại hoặc máy tính đi nhé.
mọi người bỏ qua này. Bỏ qua mọi người chỉ việc tiếp theo quay trở về phím phím ngang này. Mọi người ok ở phím giữa này. Mọi người lên đặt mật khẩu luôn, hiện mật khẩu luôn này. Đấy, mọi người lưu ý cái chỗ đặt mật khẩu này. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám này, chín này, không này. Rồi. Rồi đã kết nối thành công nhé. Hôm nào mình sẽ làm cái video phân tích tại sao TV Sony rất là hay bị lỗi phần mềm hoặc là lỗi ứng dụng. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi nha. Tại sao TV Sony rất hay bị lỗi YouTube rồi lỗi các ứng dụng? Và nói luôn về vấn đề tại sao phần mềm Sony rất là chậm. Lý do tại sao? Trong khi đó RAM và bộ nhớ sử dụng cũng thậm chí là lớn hơn cả nhiều cái hãng khác hoặc là tương đương. Đó. Đấy, và đến đây rồi mọi người có thể cũng bỏ qua lốt cái phần khai thác tối đa TV của bạn. Bởi vì cái này mục đích là nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập các cái tài khoản Google. Nhưng mà tuy nhiên thì mình bỏ qua phần này. Nếu ai có tài khoản Google thì đăng nhập vào. Nếu đăng nhập vào thì mọi người phải có mật khẩu, có tên tài khoản đăng nhập. Mình bỏ qua luôn. Còn các điều khoản của Google thì mình cứ chấp nhận. Có luôn. Mình muốn có tất cả. Giúp cải thiện hiệu suất của Android là thực ra là tính năng giọng nói, mọi thứ, như cái này chưa có giọng nói. Khu vực châu Âu và châu Á thì mình nên để luôn châu Á luôn. Đấy, Việt Nam. Mình phải kéo cái con chuột xuống hết cái phần đọc chữ này nhá, xong mình đồng ý tất cả. Mình tiếp tục. Mình bật luôn phần mềm cập nhật từ xa hoặc là tùy tắt nhá. Nói chung là mọi người lên tắt đi. Nhưng mình cứ bật tẹt lên cho sao xem nó sao. Mình thích trải nghiệm. Đấy. Dò kênh thì mọi người tìm. Đây là phần dò kênh này. Mọi người nhìn thấy ký hiệu anten này đúng không? Thì mình nên chỉ dò digital thôi nhá. Dòng thứ hai từ trên xuống. Đó. Lưu ý là khi mà reset như này. Nhiều cái TV là rất lâu. Rất chậm luôn. Có những cái đến khoảng tầm 10 phút. Mọi người phải kiên trì. Mọi người không nên rút ổ cắm ra nhé. Số dịch vụ tìm thấy là nó sẽ báo luôn trên. Đấy. Mọi người nhìn thấy được 11 kênh không nhỉ? Bốn mươi sáu kênh đấy.
video hơi dài, hơn 10 phút rồi, nhưng mà đối với con Sony nó rất là chậm. Một 120 kênh, 139 kênh. Trăm năm bảy kênh, nếu vị trí anten tốt nó có thể bắt được nhiều kênh. Thực tế nó xem được khoảng 100 kênh. Rồi ok. Mọi người ấn vào phím ok để thoát chế độ. Phím quay trở lại thì nó sẽ lưu luôn. Phím quay trở lại đây mọi người nhé, quay trở lại này, return. Khởi động từ xa mình cứ để luôn. Hoàn thành, vậy là hoàn thành. Nhiều người là dò kênh xong là không biết là đến lúc lưu vào phím nào, nó cứ đứng ở đấy, thì mọi người ấn vào cái phím này nhá. Phím return này. Mọi người ấn vào phím back là nó quay trở lại. Các bước cuối cùng để hoàn thiện. Rồi, vậy là ok mọi người nhá. Bây giờ mọi người có phải trải nghiệm thử TV và YouTube. Đây, bây giờ mình vào TV trước nhé. Ấn vào kênh. Nên mọi người chỉ ấn số phát là nó ra luôn. Số kênh nó hiện luôn, nhưng mà nó sẽ nằm ở kênh số 800 bao nhiêu thì nó mới có. Đấy, mọi người nhìn thấy không, 800 hai mấy cơ. Mọi người giờ xong mọi người phải ấn vào 800 hai mấy thì nó bắt đầu mới có kênh. Đấy, đây là ở khu vực mình, đây là đang dò là 814 mới có VTV1 nhá, chứ không phải là 123 đâu nhá. Rồi, bây giờ vào YouTube thì chắc là mọi người biết rồi. Cảm ơn mọi người nhá, đã đăng ký kênh nhá. Rồi, ok, xin cảm ơn.